không quay intro. Không thì anh nhét. Ồ vâng. Cảm ơn các quý khán giả và xin chào mừng quý các bạn quay trở lại chương trình Ai Là Đệ Nhất mùa thứ 3. Sau hai mùa đầy thành công thì mùa thứ 3 đã chính thức quay trở lại với nhiều diễn biến mới mẻ và hấp dẫn hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy logo của chương trình cũng có một chút thay đổi. Và ngay bây giờ chúng ta chào đón thí sinh đầu tiên trong chương trình này. Quý bạn đến từ Hà Nội. Và cũng như xin chào những ai đang xem chương trình Ai Là Đệ Nhất mùa thứ 3. Và đây là lần thứ tư mình quay trở lại đây với tư cách là người chơi. Và mình đã sẵn sàng lên ghế nóng để chinh phục những cõi của chương trình. Ở mùa 2 thì anh là MC để hot cái phần thi của Ha, đúng không? Hot Trung Hoa. Đúng, Hoa Trung Hoa. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng ngồi trên ghế nóng và xin mời ngồi trên ghế nóng. Việt Anh này, Việt Anh có nhìn thấy có điều gì thay đổi trong cái background? Là em có thấy khá nhiều điều mới thay đổi trong cái format. Đầu tiên là logo thì cũng có sự kết hợp giữa phiên bản của UCAN năm 2018-2019 cũng như với logo của US 2020. Vâng, thì đó là của US rồi, là của Mỹ. Với lại background là này dùng của Onga nhưng mà anh đã dùng cái Onga đó thì trông cho nó đẹp hơn. Rồi, không nói nàng nhạc. Vâng. Nữa. Bây giờ là anh giới thiệu về đồ chơi này. Manichi không cái bốc nó có 12 câu hỏi với không, cái bốc là 27 và 12. Không giờ phút vẫn là một tỷ là xung quanh rồi. Câu 1 là sẽ có thay đổi về một tí về chương trình. Và các sử dụng của cái thay đổi chúng ta có trả lời hai lần và ghế vào lúc này chúng ta có anh Quy Vương Cường và các quyền với như là quyền của MC. Chúng ta cũng ngày hôm nay là Hải Vũ. Em sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Chúng ta đầu tìm ai là nhất. Đó là một vị thần cung, đó là một vị thần trong truyện thần thoại Việt Nam. Thần rớt. Rồi. Đơn giản là hay là thần Ba La Ông phải ra chuẩn bị. Câu này em cũng hơi chịu. Còn là sao bây giờ em phải dùng trợ giúp. Em dùng trợ giúp luôn. Dùng gì? Em dùng gì? Em xin dùng quyền hỏi Hải Vũ, hỏi kiếm bạn đồng hành. Hỏi kiếm bạn đồng hành. Mời Hải Vũ. Em thực sự là có nghi ngờ nhất là phần là câu B hoặc là câu C. Anh mấy bên này em chưa được qua. Anh không theo anh kỳ chọn cái nào. Theo anh nhớ thì Trần Thụ Trời là một tác phẩm văn học dân gian thoại của hồi xưa. Nếu nhớ không nhầm thì tác phẩm này nói về cái sự tò mò khám phá thế giới và sáng tạo giải thích gì đó mà loài người chưa biết. Nếu chắc chắn thì em chọn B nhá. Quyết định của Việt Anh như nào? Đồng hồ vẫn xem. Anh nhớ là quyền là chỉ dừng khi Việt Anh chưa đáp án. Mic của em là B ạ. B. Tại vì chúng ta thiết bị phải bỏ. Và nó chảy đúng. Quả số 2. Mày chơi em là em nó không chơi không vội vàng ấy. Đâu là món yêu thích của loài gấu trúc. Chuối, bắp, cỏ non hay là tre. 15 giây bắt đầu. Em có nghe nhiều về gấu trúc rồi. Trả lời đi thật bây giờ rồi. Tre. Em chốt luôn. Em chốt gì? Rồi anh nghe em. Em chốt rồi anh ơi. Em chốt gì? Nói lại. Em chốt. Em chốt là tre. Tre. Ừ. Rồi anh nghe mic hơi rè lên. Tre.
Vừa rồi hết giờ chưa mà anh cũng nghe đáp án nhiều người, những sự dè quá. Đó thật sự là, đó thật đúng. Oh. Hiện tại Vanh của chúng ta đã trả lời đúng rồi, số 2 được 10 triệu Song Vietjet First. Sang hỏi số 3 sẽ là 15 triệu. Chúc Vanh may mắn. Và Vanh vẫn còn 3 triệu trợ giúp, nhưng mà không sao cả, đừng chơi tiết kiệm quá. Không khéo thì lại như là hai trường hợp trước. Câu hỏi này có giá trị 15 triệu Song Vietjet First. Đâu là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể? Gen, ADN, tế bào hay là ARN? Thời gian bắt đầu. Lĩnh vực sinh học này em không chắc 100%. Em xin hỏi anh. Hỏi Nghi Vô Cực à? Hỏi MC ạ. Hỏi MC. Hỏi MC ok. Chờ đi. Chờ đi. Nghe này. Đúng rồi, để anh giải thích một tí à. Đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể chính là tế bào. Thế là xong. Tế bào hả anh? Anh có chắc 100 không ạ? Chắc chắn luôn. Coi như là chắc chắn luôn. Anh ơi, có nút dừng. Nút dừng gì ấy? Nút dừng nhạc đi ạ. Em cài sẵn rồi. Thực tế em cũng có làm thêm nút bắt đầu hiện rồi ạ. Rồi. Đồ bắt đầu chạy à? Vừa nãy là gì ấy nhập lên, coi như bắt đầu chạy lại. Gì? Vanh. Anh không nghe rõ em nói. C là em. C là câu trả lời cùng. Như anh nói, tế bào là đơn vị cấu tạo chức năng của cơ thể là chính xác. Ồ, may quá. Lần này đỡ lần trước. Hiện tại, Vanh đã trả đúng câu hỏi có giá trị 15 triệu Soviet giữa phước và vẫn còn quyền nhân 2 và quyền hỏi quy vô cực. Có 4 như sau. Ai là tác giả của ca khúc Bắt Nai Cha Cha Cha? Sĩ Luân. Bắt Nai Cha Cha Cha. Hồ Hoài Anh. Hay là Khắc Việt? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Con này em cũng nghe qua rồi. Em nhớ là do Khánh Ngọc trình bày. Em xin dùng nhân đôi quyền trả lời. Bây rồi, em hãy suy nghĩ đi. Thực sự em nhớ năn, thực sự là em có nhớ, em nhớ năn nó là Sĩ Luân thì phải. Em chọn A đầu tiên. Em bỏ phí khi em sử dụng trợ giúp này, đó có thể đối xứng không? Thực sự em dùng trợ giúp như vậy tại vì cái lĩnh vực này em cũng không chắc lắm. Chắc hay không chắc thì em vẫn phải dùng thôi để tránh bị hậu quả như lần trước. Em quá cẩn thận nhưng mà một câu này em đã trả đúng ngay từ lần đầu tiên nên không phải nói làm gì cả. Em đã trả đúng câu hỏi thì 25 triệu Soviet giờ phớt. Bây giờ sẽ có số 5. Vườn thực vật nguy hiểm An Bát nằm ở nước nào? Câu này thì Anh, Đức, Áo hay là Úc? Em dùng nốt hỏi IQ. Sau mình xin kết nối với Hải Vũ. Alo, có phải Hải Vũ không? Dạ đúng rồi, mình đây. Hiện tại Việt Nam của chúng ta đang nhờ Hải Vũ. Sẵn sàng chưa? Rồi, mình đã sẵn sàng. À, 30 giây bắt đầu. Anh Vũ ơi, vườn thực vật nguy hiểm An Nguyễn nằm ở nước nào? Anh, Đức, Áo hay Úc anh ơi? Còn lại 27 giây anh ơi. Đáp án của câu hỏi này là nước A, nước Anh nhá. Anh chắc chắn luôn, 100%. Nước Anh ạ. Đúng rồi. Em cảm ơn anh. Chắc chắn nhá. Em xin nghe theo lời của Equivocal là anh ạ. Nó là đáp án. Hỏi là chính xác. Em cảm ơn anh Vũ.
Hiện tại em đã trả đúng rồi, số 5 là được 45 triệu Soviet first. Và em đã dùng mất 4 sự trợ giúp rồi nhưng mà không sao. Em có dùng trước lúc nào nữa em cảm thấy không an toàn và tránh trường hợp như là cái đi trước. Dạ vâng. Bông hoa đầu tiên nở trên trạm vũ trụ quốc tế ISS thuộc loại hoa gì? Hoa hồng, hoa cúc, hoa phong lan hay là hoa sương rồng? Chúng ta suy nghĩ bắt đầu. Câu hỏi này em xin nói thẳng luôn. Câu hỏi này em hoàn toàn 100% không biết gì về trạm vũ trụ quốc tế ISS. Cho nên em xin dừng cuộc chơi ngay lập tức để bảo toàn số tiện. Chúc mừng em vì được 45 triệu Soviet the first. Nếu em chưa tiếp thì em chọn đáp án nào? Em nghĩ là hoa phong lan là đáp án. Em đã có quyết định rất đúng lúc. Cô giờ đúng mây nào hoa cúc? Chúc mừng Việt Anh vì chúc mừng Việt Anh vì đã dùng cuộc chơi đúng lúc. Nếu như không dùng cuộc chơi mà quyết định liều một phát thì có như Việt Anh toàn lại gom hai lần trước. Lại như hai lần trước, lần này là chơi cẩn thận hơn nên không còn đen nữa. Cảm xúc lần... của Banh nào khi không còn đen như lúc trước? Lần này em cũng cảm thấy vui vì kết quả của mình đã đạt được như mong muốn rồi. Mà lại đây cũng là lần đầu tiên em cũng trải nghiệm một phiên bản có sự kết hợp hài hòa giữa phiên bản của Mỹ, Anh và Ấn Độ ạ. Ấn Độ ở đây là bởi vì giao diện trợ giúp rất là khá là giống ở cái phần thang tiền thưởng. Và đây cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm. Và background cũng đổi màu nữa, Ấn Độ mà chưa đổi màu đây. Ấn Độ chưa đổi màu mà. Vâng, anh cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ em chúc mừng em, 45 triệu giúp em, ủng hộ em. Cảm ơn em đã chương trình. Em cảm ơn. Đồ chơi Nguyễn Anh chúng ta đã xuất sắc ở những game chơi tiếp theo và đã quyết định dừng chơi đúng lúc để ta lại 45 triệu Soviet ra xuất. Hôm nay chúng ta sẽ lại gặp người chơi tiếp theo, đó chính là Hải Vũ đến từ Hà Nội. Hải Vũ quay trở lại chương trình. Trước hết là xin được gửi lời chào đến MC Đặng Bằng Nam cũng như tất cả mọi người đang theo dõi chương trình Ai Là Đệ Nhất tập đầu tiên của mùa thứ 3. Mình rất là vui khi đây là lần thứ 3 mình xuất hiện trong chương trình Ai Là Đệ Nhất với tư cách là một thí sinh tham gia chương trình. Và hy vọng là với sự thay đổi format trong phiên bản mới lần này sẽ mình sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người và hy vọng rằng mình sẽ được đề thử phần thưởng cao của chương trình. Vâng, cảm ơn Hải Vũ. Xin mời Hải Vũ hãy ngồi trên ghế nóng. Chúng ta cũng phải nói nhiều là Hải Vũ của chúng ta chính là đệ nhất ở mùa đầu tiên và đệ nhất đầu tiên. Có đúng không? Dạ đúng ạ. Vâng, bây giờ Hải Vũ đã sẵn sàng nghe đồ chơi đâu. Chắc không phải nghe đồ chơi đây rồi đúng không? Rồi. Đúng rồi, mình đã nghe đồ chơi. Chắc Hải Vũ đã nghe được đồ chơi rồi. Chỉ hãy đổi về thang tình trường với hai quyền trợ giúp ở đây đó là... Mới đây đó là Hải trả lời hai lần và hỏi MC. Chúng ta sẽ cảm ơn Việt Anh. Bây giờ sẵn sàng chưa? Em có rồi, lời em có lời muốn chúc cho Hải Vũ là em chúc cho anh Hải Vũ thực hiện tốt nhất phần thi của mình có thể để đạt được kết quả cao nhất như anh mong đợi, thậm chí vượt xa so với mong đợi của anh. Rồi, cảm ơn Việt Anh. Cảm ơn Việt Anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn Việt Anh. Bây giờ chúng ta bắt tìm ai là đệ nhất. Màu nào có trên lá quốc kỳ ở tất cả các quốc nước Đông Nam Á hiện nay? Trắng, vàng, đỏ hay là xanh dương? Người ta suy nghĩ bắt đầu. C là câu trả lời của mình. Chính xác. Chúng ta bắt đầu câu hỏi số 2. Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được xây trên ngọn đồi nào sau đây? A1, B1, C1 hay là D1?
Điện Biên Phủ à? Không biết. Câu này mình không nhớ rõ cho lắm, có lẽ mình xin được dùng sự trợ giúp hỏi MC đi. Ồ. Hiện tại thì như là lời của Hải có nhớ lời của MC đúng đúng trong ai là chủ TBH, đó là những câu hỏi này là do mình suy nghĩ và không, và mình cũng không biết trên đời đã bán là gì cả. Bây giờ mình sẽ giải thích như sau. Câu này thì mình nghiêng về 45% là chọn D1, 15% là A1, 10% là B1 và tầm 12-13 gì đấy C1. Ok. Bây giờ mình tiếp tục trả lời chưa? Rồi, mình sẵn sàng. Mình xin chọn D, D1 là câu trả lời đúng của mình. Chính xác. Chúc mừng em Vũ nha. Cảm ơn Việt Anh. Phải cảm ơn mình vì chính mình là người đã trợ giúp cho bạn rồi. Bây giờ đang được 10 triệu sub rồi. Mình cũng phải cảm ơn Đặng Hoàng Nam rất nhiều đã trợ giúp mình cho câu hỏi của tôi. Vâng. Mình không trợ giúp thì bạn làm sao có thể thắng được? Hiện tại đang nằm 10 triệu Soviet thôi first. Và vẫn còn 3 quyền sử dụng đó là trả lời 2 lần. Hỏi kiếm bạn đồng hành với hồn IP vô cực. Cơ hội vẫn đang nằm, cơ hội vẫn đang nằm rõ cho Hải Vũ là rất lớn bởi vì còn 3 quyền sử dụng. Câu là trông hơi khám mẻ. Liên đoàn bơi lội quốc tế có tên tiếng Pháp là gì? AFF, FINA, OSA hay là ITF? 3 quyền bắt đầu. Câu trả lời cuối cùng của mình là B, FINA. Hoặc là chính xác. Nhầm, B. Không sao. Đây là những sự cố đà, sự khổ khắm lọ nhất và thường xuyên xảy ra, đôi khi cũng bấn nhầm đáp án. Nghe trong, nhìn trong hơi giống cái kiểu sự cố ở nước Đức ấy. Trên... như cái là thì nhầm đáp án đấy, nhưng mà ra là Hải Vũ trả lời đúng rồi, 15 triệu Soviet the first. Quả số 4 có giá trị 25 triệu Soviet the first. Giờ hào được chiết xuất từ nguyên liệu chính nào? Hào, cá thu, đậu nành hay là hướng dương? Giờ hào đi. Mình xin chọn A, hầu là câu trả lời đúng của mình. Có vẻ cái này dễ quá. Hai câu đầu mình đã hơi sai lầm khi mình đã sắp xếp nhầm những cái thứ tự dễ đến khó. Đôi khi những câu 3, câu 4 nó còn dễ hơn cả câu 2 hoàn toàn chính xác. Unbelievable, dễ quá. Đấy, chỉ là hai câu đầu hơi dễ quá thôi. Hải may cho Hải Vũ ấy, nhưng mà sang mấy câu sau nó sẽ khó hơn một tí. Ok. Câu hỏi có giá trị 45 triệu Soviet the first và Hải Vũ còn nguyên 3 triệu trợ giúp. Bà đầm thép là biệt danh dành cho người phụ nữ nào sau đây? Medina Gates, Angela Merkel, Jacinda Ardern hay là Margaret Thatcher? Mình không chắc chắn lắm, mình đang nghiêng giữa B và D nên mình xin dùng sự trợ giúp trả lời 2 lần. Hiện tại người chơi ở lần đầu trả lời 2 lần. Từ từ tí, quyền này bây giờ Hải Vũ muốn trả lời câu được. Đáp án đáp án gì? Đáp án đầu tiên mình sẽ chọn là B, Angela Merkel. Con này gay rồi. Còn là không chính xác. Oh. Và sang lần thứ hai lần này thì đồng hồ muốn chạy. Và mình xin lần hai chọn D, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Câu này không phải dễ dàng đâu. Hoàn toàn chính xác. Wow. Em chúc mừng anh Vũ ạ. Cảm ơn Việt Anh.
Hải Vũ đã rất chắc chắn sử dụng quyền trả lời hai lần khi nghiên đúng về hai đáp án là B và D. Hiện tại đã được 45 triệu so với The First. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 6. 75 triệu, hiện tại là Việt Anh đã không trả lời câu hỏi số 6. Đâu là độ cao lý tưởng cho chiếc máy bay chở khách? 6.000m, 8.000m, 10.000m hay là 12.000m? 30 giây bắt đầu. Giá bây giờ mình vẫn còn trợ giúp. Bây giờ có lẽ mình xin dùng sự trợ giúp khỏi cái bạn đồng hành. Xin mời Việt Anh trợ giúp. Thật ra thì câu này em không thấy dễ dàng gì đâu. Hiện giờ thì em cũng đang tra thông tin. Em có cảm giác. À đây rồi. Hình như nó nằm trong phạm vì độ cao lý tưởng cho chiếc máy bay chở khách là từ 10.000m đến 12.800m. Cái đấy tốt nhất thì cái đấy anh cũng phải tự kiểm tra thôi. Lẽ ra nếu mà anh còn giữ cái quyền nhân đôi quyền trả lời thì nó dễ dàng hơn. Nó sẽ dễ. Thực sự bây giờ cũng khá là khó để đưa ra đáp án. Đúng rồi. Cái quyền sử dụng thứ ba là chỉ có hiểu anh thôi. Và với lại anh dùng quyền hỏi đồng hành nên không, mình là chắc chắn là không thể sử dụng rồi. Bây giờ chỉ có một quyền quyết định, một là trả lời hay là làm gì. Xem mà có khi thì anh đang nghiêng về C hơn. Em C hay D chứ làm sao bây giờ. Xem mà ở đây 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 em nghĩ 10.000 em cũng có tra là bay ở độ cao trên 10.000m so với mặt đất, đồng nghĩa việc máy bay tránh được phần lớn các loại thời tiết xấu. Nếu mà trên 10.000m thì em nghiêng về D hơn. Cái đó em không chắc chắn. Nên nếu mà anh trả lời sai thì anh đừng có nghi hoãn cho em. Đấy là những gì không sao. Em tra được quan tâm. Một là tự nghĩ là 10.000m, hai là nghe vì anh trả lời 12m, chỉ có một quyền lựa chọn thôi. Vì là nếu trả lời sai thì cũng rất là tiếc. Có lẽ mình sẽ phải đắn đo trước khi đưa ra đáp án. Xem nào. Và nếu trả lời đúng câu này là Hải Vũ sẽ có thể giữ được cái quyền hỏi IQ vô cực. Vậy tại câu này gay thật. Thì đã chứng minh thật. Xem nào, nếu mà cái thông tin ở đây nó là theo câu hỏi thời tiết trên đó ra sao thì bay ở độ cao trên 10.000m so với mặt đất đồng nghĩa với việc máy bay sẽ tránh được phần lớn các loại thời tiết xấu. Em khuyên nhất là C. À nhầm D 12.000. Ok. Tầm 12.000 trên 10.000m thôi. Một là nghe Việt Anh, hai là đừng nghe có thể trả lời đáp án khác. Mình nghĩ là mình không chắc chắn lắm bởi vì mình có đáp án nhưng mình không thể nói cho bạn biết là đáp án nào cả. Nhưng mà mình cũng khuyên bạn là có thể Việt Anh sẽ trả lời không đúng đâu. Bây giờ quyền lựa chọn của chú có thể thuộc về Hải Vũ thôi. Câu này gãy thân. Khó chắc lắm. Có lẽ mình sẽ nghe Việt Anh đi. Nãy mình đã trợ giúp cho Việt Anh rồi nên có lẽ lần này mình không có lý do gì để không tin tưởng. Đây là câu trả lời của mình, 12.000m. Ồ, gay thật rồi. Câu trả lời đúng ở đây rất tiếc cho Hải Vũ, đó là C. À, như Việt Anh nói là tối thiểu là 10.000m. Nhưng mà chính Việt Anh là người đã khuyên bạn là nên chọn C nhưng mà lại đổi sang D, có vẻ như là thông tin này khó mà chính xác 100% lắm. Không, câu này khó đến thế. Có lẽ thực ra thì cũng không sao bởi vì người trợ giúp chúng ta cũng đã có một sự tin tưởng nào đó rồi thì chúng ta cũng chấp nhận nó. Thực ra nếu sai thì mình cũng hơi tiếc nhưng mà thôi không sao, mình nhận được sự trợ giúp cũng là gọi là một cái gì đó rồi. Đó tuyệt vời. Rồi. Thôi thì bạn cảm ơn Việt Anh. Đưa cho Hải Vũ, tuy Hải Vũ vì Hải Vũ đã quá tin tưởng Việt Anh mà đã có thể nhầm lẫn. Thực ra vì anh đang khuyên Hải Vũ là nên chọn C ấy, nhưng chỉ là không chắc chắn thôi, không sao cả. 10 triệu sau vé rất tốt là phục về Hải Vũ. Cảm ơn Hải Vũ đã ra chương trình.
Và thưa quý vị các bạn, mùa thứ ba, lần đầu tiên của mùa thứ ba trong Ai Là Đệ Nhất đã chính thức khép lại. Chúng ta đã có nhiều cảm xúc vui vẻ khi cùng sống trong một format mới và cùng với rất nhiều điểm đổi mới nội sắc và tạp của Ai Là Đệ Nhất. Thật đáng tiếc cho Hải Vũ là đã ra về quá sớm, nhưng mà câu hỏi số 5, nhưng mà tuy nhiên đã còn số 6. Nhưng tuy nhiên không sao, chúng ta vẫn sẽ được hẹn gặp lại nhau vào những số tuần sau. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.